sáng rồi. Đó, thanh quá. Sau một đêm các bạn. Thì những cái bình to thì nó rộng rãi và nó thích hơn hay sao vậy? Đây cái bình bé này, cô mỗi bình có 2 con thôi. Dù sao thì mình cũng đã diệt được một. Hello, xin chào mọi người. Clip hôm nay thì mình sẽ làm về cái bẫy rán. Mình sẽ cùng với các bạn làm một cái bẫy rán để có mà diệt rán này trong nhà mình một cách đơn giản và dễ dàng, cũng như là dễ làm nhất. Và điều quan trọng là tận dụng những cái thứ mà bỏ đi ở trong nhà mình. Nguyên liệu chúng ta làm gì? Đó là những chai nước các bạn nhé. Đây mình có chuẩn bị 3 chai nước. Đấy, chai loại nào cũng được luôn nhé. 3 chai. Rồi, ok. Chai okay, sẽ làm gì? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ cắt cắt một cái đầu này. Đấy, xung quanh cái đầu này các bạn. Đó, cắt nhé. Rồi, ok. Mình đã cắt xong 3 cái chai rồi. Điều tiếp theo chúng ta sẽ làm là gì? Đó là chúng ta sẽ quanh ngược cái đầu này lại và gắn vào đây. Gắn vào cái phần viện này. Đấy, gắn cho nó cho chúc cái đầu đầu lắp này. Đấy, để xuống dưới nhé các bạn nhé. Thì chúng ta cùng dán cái này vào nhé. Gắn 3 cái đầu chai này vào. Mọi người có thể dùng bất cứ cái gì nhé, có thể là keo hay là băng dính hay là silicone, súng silicone chẳng hạn. Nhưng ở đây mình dùng băng dính nhé. Rồi, ok, mình đã dán xong 3 cái chai này thành 3 cái lắp lộn ngược. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dán chung thêm một cái cụm nhé. Ok, mình đã dán được chúng thành một cái cụm gồm 3 cái chai. Đấy. Mục đích là gì? Là tại vì chả có mục đích gì khác, đó là mình muốn bắt được nhiều dán cùng một chỗ. Đấy. Thế thôi. Mọi người có thể để từng chai, từng chỗ góc khác nhau. À, những chỗ nào các bạn thấy nó nhiều dán nó sơn phá quá thì các bạn để thôi. Không nhất thiết phải gắn chung vào như này nhé. Ok. Bây giờ tiếp theo đó là gì? Chúng ta sẽ đổ cái mồi ở trong này. Mồi ở đây nên có cái gì? Thì ở đây mình có chuẩn bị sẵn một cái chai dung dịch gồm có nước đường, nước rửa bát và thêm đó là nước rửa bát đó và thêm đó là đường nữa. Đấy, đây là dung dịch đường, nước rửa bát và xà phòng. Đó, mình sẽ đổ vào đây. Nhiều dán nó ở đấy. Thì mình sẽ đặt nó vào đó.
Ok. Hãy cùng chờ đợi kết quả xem như nào nhé. Hôm nay là qua một đêm rồi các bạn ạ. Bây giờ sáng hôm sau rồi. Hôm nay mình sẽ đi ra xem cái bẫy rán của mình xem nó như thế nào nhé. Xem có bắt được nhiều rán không nhé. Đây, mình đã đặt cái bẫy ở chỗ này rồi. Tại vì chỗ này là rất nhiều rán luôn các bạn. Wow. Đó, nhanh quá. Xong một đêm các bạn. Thì những cái bình to thì nó rộng rãi hơn. Và nó thích hơn hay sao ấy. Đây, cái bình bé này, mỗi bình có 2 con thôi. Nên dù sao thì mình cũng đã diệt được một ít rán rồi. Đó, trôi vào đây và không ra được nữa. Rồi. Như vậy là cái bẫy rán của mình đã hoạt động khá là hiệu quả các bạn nhé. Rồi, mình kết thúc clip tại đây. Mong các bạn cũng sẽ làm được những cái bẫy rán hữu ích như này để phục vụ cho gia đình mình nhé. Rồi, chào tạm biệt các bạn nhé.